Chào các bạn, mình là Đạt Gia đây. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một cái chương trình của mình mới phát hành là. Thì cũng lâu rồi mình chưa quay cho các bạn do là mình đang tiến hành làm trong cái dự án này. Thì dự án này có tên là hiểu biết về virus corona, là một chương trình giáo dục nha. Thì đây mới là phiên bản đầu tiên thôi, cho vẫn chưa là phiên bản chính thức, hoặc phiên bản chính thức không, nên chúng ta sẽ xem được nha. Bắt đầu à, đầu tiên mình làm cho mấy cái nút này nó chạy cho nó mượt ba đàn gia lúc năm này. Tiếp theo là mình có làm hướng dẫn á. Rồi có cái thoát nữa, cái thoát này là trong xóa thì khỏi, con cho nó có cái đây rồi, nhưng mình định chuyển nó về hành tiệp luôn, tiệp EC. Rồi tiếp theo các bạn nhấn vào bắt đầu, các bạn chọn bài tập, các bạn có thể chọn học bài tập hoặc game. Rồi đầu tiên chúng ta chọn học nha, hiểu biết về virus corona chủng mới. Đấy, lúc mình bắt đầu thì nó sẽ làm mấy cái chữ vậy. Vậy lâu mình sẽ là cái âm thanh chỉ Google rồi nói. Rồi, tiếp theo. Tao có chân sau. Mình cứ tua đi. Cái cách phòng chống virus corona chừng mới như vậy. Tiếp theo là bài tập. Thì bài tập vẫn chưa làm xong. Thì vẫn có 3 câu à. Chữ gì à? Ở Trung Quốc. Đấy, kiểu giống như vậy. Tiếp theo thì chống virus corona chủng mới là 2+2 ở trên. Đúng. Còn nếu mình ghi sai là nó sẽ ghi sai, là nó sẽ có số điểm của mình. Thì mình vẫn chưa làm xong nha. Rồi tiếp theo là game trong game này nó chỉ có một trò hồn, đó chính là trò chơi đọc virus corona. Bạn bộ mọi người nhớ quá không? Thì trong giờ này mình sẽ có một cái búa để đập mấy con virus này, kiểu vậy. Và có một số virus nó chạy chậm nhưng mà nó rất là mạnh, giống như con đội mũ này à. Đấy, tập 3 lần thì nó mới chết rồi, và nó sẽ tăng nhiều điểm hơn. Cho là sớm mẹ không? Đập. Đấy gì vậy? Lâu, giờ đợi nó vô rồi. Rồi, số điểm là 36, thấy không? Có nút cho là chờ vừa. Rồi, giờ chúng ta để xong rồi đấy. Thì đây là dự án của mình nha. Thì nếu các bạn thích thì các bạn nhớ nhấn một share, một like, một subscribe và một nhận xét ở dưới phần mô tả nha. Hoặc là các bạn có thể lấy dự án của mình nha. Giờ xin chào các bạn và bye bye.